Xin chào các bạn, hiện tại Long đang đứng ở chỗ có tên là nghỉ địa xe các bạn nha. Thì nó tên là Pick Your Park ha. Thì cái nghỉ địa xe này người ta cất giữ những rất là nhiều loại xe đã qua sử dụng hoặc là những xe nó bị tai nạn các bạn. Những thương hiệu xe như là mà nói tiếng Việt ha, Mercedes, rồi BMW, Toyota, Camry, tất cả các loại xe Acura đó ha. Thì ngày hôm nay Long đi vô cái nghỉ địa xe này chủ yếu là Long kiếm cái nắp xăng nè các bạn, để cho cái xe của Long, nắp xăng của xe của Long nó bị rớt mất tiêu á. Hôm nay hên vừa vô gặp cái chiếc Acura luôn ha. Đây nè các bạn, nguyên hàng này là Acura không. Ơ các bạn thấy không, máy móc thì những người đây người ta vô đây chủ yếu chỉ cần tốn $3 thôi, vô đây người ta gỡ, muốn gỡ gì gỡ các bạn, thà hồ mà gỡ ha. Có người gỡ máy móc nè, đây gỡ máy móc rồi mấy cái logo. Ở cái mấy logo của mình mà sẽ đi nè. Ở Việt Nam là một cái là 5 triệu các bạn, nó phải đơn giản đúng không? Nhưng mà đây nó quăng cái đống nè. Gỡ nhóc hết trơn. Các bạn ở Việt Nam mà muốn cứ cần một mà đi ra gỡ đồ dùng mà Long gỡ cho Long ship về Việt Nam các bạn nha. Đấy. Muốn gỡ gì có cái đó. Bánh xe, đèn ha. Rồi vỏ xe, rồi mấy cái lọc gió, kiến nè. Có người ta vô đây ta gỡ kiến nha, gỡ bả luôn ha. Các bạn coi nè, biết bao nhiêu loại xe nó. Thấy không? Chỉ cần $3 thôi, vô đây có cái nắp xăng ha. Đi ra ngoài mua mấy chỗ mà cái tiệm auto part, mấy cái tiệm mà bán cái phụ tùng này á, nó bán tới mười mấy đồng một cái lần. Vô đây chỉ cần tốn $3 thôi được kiếm được cái nắp xăng này. Các bạn thấy không? Rất là may mắn ha. Các bạn ở Việt Nam mà muốn cần đi gỡ cái gì mà giống như mấy cái logo mà xịn mà dạng như sợ tốn tiền á, cứ liên hệ với Long ha, Long đi đây Long gỡ giùm cho. Giá cả phải chăng luôn ha. Ship từ Mỹ về tới Việt Nam luôn, tỉnh nào cũng được hết các bạn nha. Đây các bạn coi nè, cái xe này BMW nè, nó gỡ hai con mắt nó tiêu nè. Đây các bạn coi thấy không, đã có sợ không. Gỡ banh hết trơn luôn. Bạn coi ở trong không? Đây chỗ này là cái mấy xe mô tô bỏ rồi các bạn. Bốn chiếc. Chỉ có nghỉ địa xe hơi thôi, nghỉ địa mô tô là Long không biết nha. Nếu mà có nghỉ địa mô tô mà vô mà quay cho bạn coi luôn. Đầu nguyên bình xăng này. Nguyên đằng lái còn nguyên luôn. Bánh nè. Còn xe mô tô gì mà nó bỏ uống với sao. Nguyên cái chiếc. Ghế nè. Đèn đuốc gì nó gỡ banh chành hết trơn. Các bạn coi ha. Còn cái bu lăng là nguyên xi vậy. Kiến đập bể banh hết trơn. Đa số những cái xe này có thể là do bị xe tai nạn các bạn. Nó chuyển vào đây ha. Rồi những mấy cái cửa hàng mà sửa xe như đây nó mua. Đây, gỡ banh hết trơn nè. Rồi gọi anh chàng kia đang gỡ cái máy của này qua xe khác. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Biết cái nhiều xe nói nè. Đây là cái bum bờ. Cái bum bờ này nếu mà ở ngoài mà mua á, ít nhất cũng 300-400 đồng một cái, tiền loại xe các bạn nha. Cái chiếc Mercedes đằng mắc lắm, 400-500 cái ngàn đồng một cái. Cái xe thường là 300-400 nè. Ồ, xe xinh xỉn.
máy gỡ. Các bạn coi nè. Bành tà lông hết trơn. Mấy dòng thu vô đây nè. Đó, mấy cái xe này. Bình thường khi mà mình mua mấy cái xe này á, cái mình mà bị gãy cái này kia, vô đây các bạn gỡ nè. Nó tiện hơn, các khỏi còn đi mua chỉ tốn tiền tốn bạc, mình mà phải biết gỡ nha. Thì khi mà trước khi đi vô đây nên đem cái đồ dụng cụ gỡ thêm như búa, kèm, đồ đục ha, để mình kéo ra. Thường vô đây mình kiếm mấy cái bóng đèn nữa các bạn. Bóng đèn mà đèn xin nhà signal á. Vô đây mình gỡ ra. Nếu mà không cái xe của Long cái bung bờ nó bị bể trong thai hết nhìn 200 mấy đồng vô đây. Biết gì vô đây gỡ là ngon rồi. Đâu có tốn các bạn tốn có 3 đồng bạc. À, các bạn thấy không? Nhanh nè. Lưỡi chùi lưỡi hết trơn. Dọc đi tới mình đi kiếm mấy cái dòng xe xin xin à, mình coi thử cái đồ các bạn nha. Các bạn, đây là cái dòng xe của mình đang sử dụng các bạn nha. Thì cái dòng xe này nó cũng còn nguyên cái bộ DVD này các bạn. Nếu mình nhìn gỡ nguyên cái lốc mà ra cũng được thôi nè. Đi coi có cái gì xài được không, em kéo ra. Bây giờ cái ride signal của mình đã bị hư, bây giờ mình chắc nữa kem đem cái đồ đây mình gỡ cái ride signal. Cái đèn signal này. Mình có máy mới gỡ được. Giờ để quay cho các bạn coi những cái loại xe xịn ha, xe mà loại mắc tiền á, đồ coi nó có mắc không. Biết nhiêu xe đó các bạn. Cho bạn coi đây là chiếc Ford Mustang ha. Đây, trong cái phim Fast Furious này. Đó. Các bạn coi cái xe nó còn nguyên này các bạn. Đó, chỉ gỡ mấy cái máy lóc sơ được thôi. Gỡ ba cái lọc vô và cái nắp xăng. Máy này em thì nó nghĩ chắc còn nguyên các bạn. Bánh mâm này còn nó quăng nè. Ký vậy sao? Coi bên trong thử coi nội thất trên nó có
gì đặc biệt chứ. Tại xe này chắc nó không có mắc gì, nó không có gỡ gì hết. Ít cái người chạy. Kiến nè. Vậy vô đây đi ra đi săn mấy cái logo mà Mercedes với BMW để dành được à. Các bạn nào cần à. Không ship liền à. Gửi sẵn mấy cái logo này, mắc cái logo cái liên hệ là có liền. Đấy. Có lý ạ. Rồi các bạn nào coi xong các bạn nhớ nếu mà cần cái logo hay cần cái gì đó có liên hệ với Long nha. Long gửi đồ cho, không ship thẳng việc nào luôn. Nó gỡ kiến, gỡ đầu gỡ nát bấy hết trơn, bánh không chừa luôn. Oh. Mercedes màu đỏ nè các bạn, đẹp ghê không. Đó. Coi đây nó gỡ gì đây. Nguyên cái dàn CD này, cái dàn gỡ nguyên cái dàn CD ở trước cái chân này. Nắp cửa thì mạch chỉ gỡ mẹ nó hết trơn. Các bạn đi mấy cái xe xịn xịn nhà nó gỡ nhiều lắm. Còn xe thông thường thù vô ta hay là mấy cái chiếc Honda là nó lâu lâu mới có người gỡ. Ở Việt Nam chúng ta hay bị mắc mấy cái kiến này, này. Bị bẻ kiến nè. Bên này ta bẻ, ta gỡ cái bột ta gỡ về Việt Nam liền. Hoặc mấy cái logo nè, logo có người lấy nè. Logo ở Việt Nam là 5 mà 10 triệu một cái các bạn, không phải đơn giản đâu, tùy theo cái model. Bánh xe đẹp quá ta. Xe gì đây? Chiếc Volkswagen. Thường đi vô đây thường ta đem theo một cái giỏ và một cái xô các bạn à, trong cái giỏ xô nó có để những dụng cụ để tháo như búa kèm kéo ha, rồi đồ đục ha, hoặc dây xích để ta nâng mấy cái máy hoặc là đi hai người các bạn ha, đi càng đông càng dễ gỡ tột. Bữa nay thật may mắn thì Long đi vô kiếm được cái nắp liền, chỉ cần tốn có $3 thôi được cái nắp này. Vui. Toyota Corolla chiếc này bình thường. Cửa này gãy mẹ đây. Nắp xăng đâu, nắp xăng của người lấy.
cái xe này, cái xe này chắc nó bị cháy nè bạn ha. Lưu ý cho. Đem vào đây. Này là BMW hai cửa nè. Không còn cái gì mà gỡ luôn. Logo rồi bánh rồi cái bumper bánh chành hết trơn. Đây một chiếc Nissan. Nissan này. Ủa, hộp số nè. DVD. Cái vô lăng gỡ mất tiêu. Cái logo này. Logo này nó gãy rồi các bạn. Mercedes thì đồ nó mắc. Người nào chơi Mercedes mà có chịu khó vô đây mà gỡ đồ biết bao nhiêu mà nói. Còn mấy cái xe nhanh này gỡ ra mấy ngàn đồng bạc thay một cặp, mắc chứ lắm. Mấy dòng BMW cũng vậy. Rồi thì chúng ta đi phía dưới thôi. Năm nghìn chiếc xe đấy các bạn. Mấy cái mâm này nếu chỉ có cái đi gỡ cái đem về thay mâm cũng là đẹp. Audi nè các bạn. Logo Audi nè. Nhà máy 2 chấm turbo luôn. CD nó lấy hết trơn, gỡ nói chung mấy dàn xịn này nó gỡ mấy dàn CD hết trơn các bạn. Kiến cường còn. Thôi vô đây là nhóc. Sau khi mà tháo xong cái nắp xăng thì giờ chúng ta vô đây tính tiền nha. Không biết có tính tiền không, ở vô đây không? Tính tiền cả rồi các bạn. Bỏ 3 đồng vô đây.
Cái này sau khi có tiền xong thì nó báo giá xăng này là 4 đồng 50 cent các bạn. Ô 4 đồng 63 cent nè. 4 đồng 63 cent thôi. Còn đỡ hơn đi ra ngoài chỗ cái tiệm bán đồ á. Tại nó bán tới 12-13 đồng khá là rất là rẻ các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video clip của Long nha. Các bạn hãy bật like và subscribe giúp Long để